Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Mình ghi là cái gì? Mình ghi là bên phải. Công Phượng nhớ nhá. Mình ghi là bên phải. Mình ghi là bên phải. Mình ghi. Mình ghi. Đi ra đi. Đi là cái gì? Hidari. Ông ơi, Hidari là gì đây? Hidari là bên trái. Bên trái à? Được rồi, Quang Hải nhớ nhá. Hidari là bên trái. Hidari bên trái. Ôi, Hidari này rồi. Cường thế nào? Biết rồi nhá. Hidari là bên trái. Hidari là bên trái. Siro, Siro, Siro là cái gì? Siro là cái gì? Ông ơi, ông Siro là cái gì? Siro là phía sau. Phía sau à? Phía sau à? Quan họ nhớ nhá, phòng thủ chắc vào. Siro là phía sau. Ok, Siro là phía sau. Siro. Mình đã đoán được Siro là phía sau rồi. Yeah. Ôi, Mai. Ok, Mai. Mai là cái gì nhỉ? Mai là gì nhỉ? Ôi, chạy tổng mất từ này. Mai là phía trước. À, phía trước à, được rồi. Từ tôi chạy đến phía trước. Quý Ngọc Hải, anh hãy nhớ. Mai là phía trước nhá. Ok, phải Mai là phải chạy đến phía trước ấy. Mai. Ok. Đấy nhá. Anh được luôn nhỉ. Ok. Cút. À, cút chi. Biết rồi nhá. Cột chi là đây. Cột chi. Các bạn nhớ nhá. Cột chi. Vâng, xin chào các bạn. Mình là Nghĩa Samurai Chan. Chào bạn, mình là Dũng Mori. Vâng, vừa rồi thì đó là những từ vựng mà bọn mình đã chia sẻ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hy vọng rằng những từ vựng tiếng Nhật đó sẽ giúp ích cho các bạn trong trận đấu sắp tới. Và hai chúng mình cùng tất cả các cổ động viên Việt Nam rất hy vọng mong chờ chiến thắng của các bạn. Các bạn hãy cố gắng lên nha. Chúc các bạn thi đấu hết mình vì đất nước, vì Việt Nam. Yeah! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!